Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video thứ hai của mình về chủ đề nói lướt cho tiếng Anh. Thì ngày hôm nay mình có mời một người bạn của mình, con này là bạn thân của mình. Bạn thân hả? Này thì nó nói được tiếng Việt các bạn ơi, và nó cũng dạy tiếng Anh cho nên nó có nhiều kinh nghiệm để chỉ cho các bạn phát âm sao cho chuẩn nè, tại vì nó cũng là người bản xứ. Trời ơi, cái ly mà có kiến nè mày. Ghê quá đi. Đừng có bỏ cái tay corona của mày ra đi. Dạ ghê. Thì hôm nay mày tên gì vậy? Hi, tự giới thiệu Luân nha. Rồi Luân nha các bạn. Bạn này tên Luân. Bạn đến từ đâu? America. America hả? Thì mày cũng có kinh nghiệm học tiếng Việt nè đúng không? Nhiều ngoại ngữ khác giống như tiếng Trung Quốc rồi tiếng tiếng gì nữa? Bồ Đào Nha nữa. Tây Ban Nha nữa thì cái việc mà học phát âm á, mình nên học trước hay là học sau? Có quan trọng hay không? Phải học ban đầu chứ. Vậy hả? Tại sao vậy? Đối với tôi á, trời ơi, con gì á, trời ơi, con gì đây? Ghê vậy. Thôi bỏ phao đi rồi. Mà làm gì cũng fail hết vậy. Má làm cái tức chết luôn. Ghê. Thiệt luôn. Rồi ok fine. Đối với tao nghĩ là thứ nhất mình phải làm quen với những cái âm mới cho một cái ngôn ngữ mới của mình đúng không? Ví dụ mình học tiếng Anh đi, thì đương nhiên mình phải quen với những cái âm đó trong tiếng Anh, chứ không phải là nếu mà thí dụ mình học phát âm sâu á, thì khi mà mình học tiếng Anh mình sẽ thay những cái âm tiếng Anh với những cái âm tiếng Việt mà mình quen thuộc. Thì thay vì á, ban đầu mình quen với những cái âm mới trong tiếng Anh á, thì khi sau này mình học tiếng Anh thì mình sẽ học hiệu quả hơn và khỏi cần phải chỉnh sửa. Và nếu mà học nhiều từ á, xong rồi sau này còn phải chỉnh sửa nữa là hả, khỏi chỉnh sửa luôn á. Có nghĩa là sai luôn. Cho nên là cái việc khó chữa lắm. Phát âm là phải học từ ngay từ ban đầu đúng không? Đúng vậy. Thì Luân cũng có một vài cái lớp dạy phát âm. Các bạn có thể liên hệ qua Facebook của Luân. Hi. Chào Luân Vũ, để các bạn có thể đăng ký học. Còn bạn nào muốn nâng cao kỹ năng mà đi thi IELTS thì mình sẽ là người có chuyên môn đó. Thôi cứ liên hệ tôi đi, đừng có con này không cần. Dạy. Rồi ok. Thì trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là chủ đề nói lướt trong tiếng Anh. Khi mà mình nói cho tiếng Anh đó, giống như hôm qua ta có làm cái video rồi và nói các bạn là những cái âm schwa sao là những cái âm giảm nhẹ trong tiếng Anh. Yes. Người bản xứ khi mà người ta nói, người ta sẽ không có nói rõ ràng, ví dụ như chữ and, chữ for, chữ to, thì trong câu mình sẽ nói là and, for hoặc là to, đúng không? Thì bây giờ Luân sẽ minh họa cho các bạn một vài chữ nha. Ví dụ bây giờ Luân nói, bây giờ mình sẽ hỏi Luân một vài câu hỏi đi, rồi Luân sẽ trả lời bằng tiếng Anh. Và các bạn sẽ thấy là Luân sẽ ứng dụng cái kỹ thuật này như thế nào ha. Ok, so how long have you been in Vietnam? Bitch. Mày rửa cái này muối chưa? Shut up. Không, mày rửa cái muối này nó hôi. Yeah, muối and chanh. Muối and chanh mà nhưng mà không nó hình, whatever, fine. Sounds like a nut hole. So how long have you been in Vietnam? Let's see, I've been in Vietnam for about 7 or 8 years. So kind of a long time. Yeah. So các bạn thấy không? Luân nói là 7 or 8 years. Chứ không có là 7 or 8 years. Như vậy là nghe nó rất là không có tự nhiên, đúng không? Yeah. Thì nói chung là trong tiếng Anh đặc biệt, nếu mà mình có một cái R mà nó đi chung với một cái vowel, thì cái R luôn luôn sẽ là mạnh nhất. Nhưng hơi bị lạc. Hình như là như đây giảm cái... Không sao, Ok, fine. Nói chung là nếu mà mình có một cái R thì nó sẽ modify cái vowel đó, cái modifier đó sẽ bị giảm nhẹ. Và cái R phải là cái prominent sound. Cái đó là giọng Mỹ đặc biệt phải có cái R phải là rõ nhất. Thì giống như or thì Việt Nam hay đọc là A thì là hoàn toàn sai. Tại vì cái chữ R thì đúng cái nguyên âm đó là R. Nhưng mà nếu mà có R thì cái R đó phải mạnh hơn, đúng không? Thì mới được là or thì giống như mình đú cái O luôn á. Đó thì nói chung là khi mà mình nói chuyện phản xạ tự nhiên thì mình sẽ nuốt chữ rất là nhiều, cho nó thoải mái, cho nó dễ, cho nó nhanh. Giống như tiếng Việt mình cũng hay nói mà. Ok, so what do you like about Vietnam, food wise? I like mắm, so any kind of fermented sauce I like. You can cook as well, right? Of course I can cook. I can make bún bò phở, I can make bánh cuốn, I can make anything really. I make many rice dishes as well. But I think particularly anything that has a nice fishy smell, I like it. I like any fish that's from the ocean. If it's fish from the river, I'm not really that fond of fish, river fish that much. There's a few that I like, but I'm not a big fan of catfish. I think catfish is a bit, I don't know. I just don't like it. I prefer mostly ocean fish. Okay, so you don't like freshwater fish in general? Yeah,
I like fish like I like men, salty. Mm-hmm. Yeah, salty men are nice. All right, and do you find anything disgusting? Like mum, any kind of mum? Or no. Durian? Can you eat durian? Because no, most of the time, I don't think anything is disgusting. I think everything. Western durian. People could not, you know. I eat normally. I eat everything. Durian. Literally, I eat everything. I don't even like American food. That's how bad. Yeah, it tastes so like, it's you, so bland. So you made for me, and then you didn't even give me a spoon. Actually, this is yours. Ew! No, bitch. All right. This girl is so. It's not gross. She's a terrible host. Never come to her house. See, this is why you study with me and not with her. Yeah, các bạn ơi, học với tôi không có học với cô này. Don't worry, I will feed you jasso. Tới nhà cô ha. Cô I know how to order jasso online. Chị thúi nè. I will do it for you. Nè, các bạn có nhớ cái ly này không? Đó, mấy cái đèn đèn này nha. I think it's cực chuột, you know. Probably it's cực chuột. Các bạn ơi, khi mà mình nói chuyện với Luân á thì mình cũng hay mix hai cái ngôn ngữ chung với nhau, cho nên là không phải là mình lạc quá má ơi, có được không vậy? You don't want to be fat. Okay, that's why I reduce the sugar. You didn't even put sugar. Yes, cái I did. Trời ơi, nè, cái muỗng này là chuột nó cắn nữa nè, cái muỗng. No, này. Cái muỗng này là tao lấy tao bỏ vô cái máy blender, cái máy sơ tinh tố rồi sao nó bị hả mẻ thôi, okay. Yeah, cái muỗng này mày đưa cho khách, còn mày. Rồi, nó nghe nè. Thanks. What? Mày nói tiếng Anh nhanh á. Okay, right? You speak so fast, so you have to reduce other words as well. Thì giống như tiếng Việt thôi, giống như mày nói vậy đúng không? Miền Nam mình hay nói vậy đúng không? Ừ. Mình nói nhanh ha. Nói nhanh thì mình sẽ biến với cũng vậy, với thì mình sẽ giới đúng không? Gì tùy ở đâu thì ờ. Tùy vào nguồn vùng miền. Mình ăn canh với cơm, ai cái này canh với cơm, canh với cơm. Canh với cơm dạ. Yeah. Ừ. Và ví dụ bây giờ mình nói mấy câu giống như what do you thì thường người Mỹ sẽ đọc là what do you đúng không? What do you đúng rồi, đừng bao giờ what chuyện tôi nha. What is not what? Không what nhau. Đúng dùng đúng. What là chết luôn nha. Ok bây giờ thử nha. What do you like the most about Vietnam? Okay. What do you like the most about Vietnam? Mm-hmm. What do I like the most? This is a weird question. I think I like. I shouldn't be honest, right? If I'm okay, honest, this is bad. If can. I'm honest, probably boys, but that's probably not a good idea. I think I like the most about Vietnam is that everybody's very friendly. Mm-hmm. Mm, people are pretty outgoing. Yeah. Friendly and outgoing. And do you find it difficult to live here? No. Because you know Vietnamese, right? Yeah, I think it's normal. I think I have no problem. How about going to the market and you have to bargain with the vendors there? Yeah, I'm a bitch, so. I think I'm famous. If you go to Chợ Phú Nhuận, you will know my name. If you go to Chợ Phú Nhuận, you ask, you know, Thằng Luân, Thằng Tây, đó là I could make the hot. So, I think, actually, honestly, when I go to the market, when the ladies see a boy going to the market, mm-hmm. and especially being white and speaking Vietnamese, they like automatically is like extra bonus points. So I get extra cheap. All right. So before I had like, I had a maid in my house, right? Mm-hmm. And she would go to the market and she'd buy stuff. And every time she'd buy something, I'd ask her how much you bought it for. Mm-hmm. She'd tell me the price. I always bought cheaper than her. Even she's like, yeah, an she's old like lady, old the lady. The master of bargaining in Vietnam. And, I, yeah, and I'm obviously some young boy and I buy way cheaper than her. And she goes, what the hell? Mm-hmm. So then I went with her to the market and then everybody sees us go together. Now she gets cheaper price. Do you think like you have the privilege compared to other Vietnamese? I think that's always a privilege. I think like particularly in Vietnam, if you're a boy, you obviously have privilege always. Mm-hmm. In anywhere in Asia, I think you pretty much have male privilege. Mm-hmm. Anywhere in the world, really. And then I think obviously being white has two sides. Mm-hmm. So I mean, there's privileges and disadvantages. So like I get a privilege that I go many places and sometimes I get special treatment. Mm-hmm. But then at the same time, I also get the second I walk in to rent a place, mm-hmm. They don't want to accept me because I'm foreign. If I want to ride a motorbike, every time I pass the police, they stop me. Mm-hmm. Even if I have a driver license, they stop me because they assume I don't. Mm-hmm. Everywhere I go, people stare at me. Everywhere I go, people ask me questions like, mm-hmm. who are you? Hello. It gets very old. The second I speak Vietnamese everywhere, I will have to answer like 500 questions. So sometimes I'm very lazy and so I just choose to be silent. Mm-hmm. So I don't have to talk a lot, especially if I'm in a hurry. Mm-hmm. I think there's like disadvantages and advantages. So I would say, yeah, I would say overall I would be more privileged than underprivileged. But at the same time, it just can be kind of irritating.
And the police come into our house all the time asking me. How about Vietnamese community in the US? Do they have the same privilege? I would say for Vietnamese in America, it's kind of like me, but opposite. Mm-hmm. So they get a lot of stereotypes, mm-hmm. whereas I also get a lot of stereotypes here. The second I walk in to eat in a restaurant, people, they hand me a fork when I'm eating noodles and it pisses me off. Mm-hmm. They give me a damn chopsticks. I don't assume I'm an idiot, right? And then I think Vietnamese in America, they kind of get other stupid shit that happens to them a lot, like, with coronavirus, mm-hmm. everybody treats them like shit because they said like, oh, you might have coronavirus, I'm scared of you, blah, blah, blah. So I think that any foreigner living in a foreign country is going to experience some kind of discrimination. Xenophobia. Or xenophobia, yeah. I think that, I mean, a lot of people are going to take offense if I say that I'm white living in a foreign country and I get xenophobia, but I definitely feel a lot, mm-hmm. Quite often. People treat me very awkward sometimes, but I wouldn't say it's nearly to the level that some immigrants go through in the US, maybe. Speaking of coronavirus, do you think it's very lucky to be in Vietnam, whereas now in the US it's like a big epicenter over there? Yeah, I get this question a lot actually. I think living in Vietnam, I think like for me, I prefer living here in general anyway, so no matter what, being here I'm more happy because mm-hmm. I like to be here, but do I think I feel more safe in Vietnam per se? I think Vietnamese, they take quarantine very seriously. Right. Vietnamese, they all wear face masks since the beginning because they had the idea that if you wear face masks, mm-hmm. you won't get everybody else sick. Whereas in America, they had too much of a social stigma that they refused to wear face masks for a very long time. So mm-hmm. I think US can be, I mean, it's a nice place to live, but I think maybe in Vietnam I feel a bit safer because right. people are a little bit quicker to change. Vietnamese are very adaptive, whereas mm-hmm. Americans sometimes get stuck in their ways and don't want to change. The problem now in America is that people don't really listen to the media and they, you know, protest and they try to do everything yeah. to, you know, protest against the shutdown. I think every time I hear the word fake news, it really makes me just set back a bit because mm-hmm. I feel like people, they just listen to Trump and then everything is fake news for some reason. Mm-hmm. But there's obviously some truth in the news, that's why it's the news. I mean, whether they make it a bigger story than it is or not, it's still a story, right? So I think like you need to be your own advocate and you need to obviously check out all the sources and make your own decisions in life. Mm-hmm. But just because a certain news network or some like political party, they came up with a certain statement, just because you don't like them doesn't mean it's false. Mm-hmm. You should do your own research. Like for me, I don't necessarily say I belong to Republican or Democrat, mm-hmm. but I will do my research on whatever either party has to say and choose what I believe. Mm-hmm. You know, I think it's important. You can obviously see many people are dying from coronavirus, and for people to protesting, it's all fake news. I think that's kind of stupid. A little bit. I'm not gonna say the word stupid. I think it's reckless. Ignorant. Reckless. Mm-hmm. Reckless. Out there. Rất là out there. Rồi, ok. Thì video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cho bạn nào chưa biết mình thì mình đã từng đạt 9.IELTS Speaking. Và đây là channel của mình để mình chia sẻ về những cái tip học tiếng Anh, cũng như là những cái tip mà các bạn có thể trau dồi bản thân, cũng như là xin học bổng này nọ. Nếu các bạn thấy thích thì hãy subscribe và like video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào đi. Và nếu như mỗi người chưa đăng ký thì nhớ từ. Nó sẽ đợi. Con này. What should I say? Let me think. What do you want to say? Okay. Nếu như các bạn chưa biết thì kênh YouTube của mình là ở đây là Long Chó Sủa, và các bạn nhớ bấm vô để coi và theo dõi luôn và học tiếng Anh cùng với Long nha. Và Long cũng có đăng những cái clip giải trí nữa nha. Xin chào và cảm ơn các bạn. Rồi, bye. Bye bye. Until next time. Woo.